cả nhà nha. Đầu video Tâm xin cảm ơn tất cả các bạn anh chị em và cô bác đang xem, và chúc tất cả mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe nha. Thì bữa nay Tâm lại tiếp tục đi bẫy cống giùm nữa mọi người. Hiện tại là Tâm đang đứng ở gần bờ sông nè. Đó, phía sau lưng Tâm là sương mù á mọi người, sương mù nhiều lắm. Sáng là 5 giờ là Tâm dậy Tâm đi rồi, ra tới đây là trời hòm sáng luôn là vừa luôn. Thì bữa nay kiếm mớ cống giùm chắc không biết tình hình sao nữa mọi người. Ngày qua thì Tâm cũng thấy dấu nó cũng được được à. Thì thôi giờ cũng không có để tốn nhiều thời gian của cả nhà nữa. Mời mọi người cùng theo Tâm thăm bẫy bữa nay nha. Nay Tâm xách theo cái bao, không có để ngoài xe nữa. Đâu, qua đây có con. Nó chạy ngang, giác chiều Tâm đặt, chạy ngang cái giò Tâm luôn. Trời ơi, chạy ngang vậy mà không dính luôn ta. Khôn dữ rồi. Cái đầu tiên không có mọi người ơi, nay mở hàng không may mắn. Mở hàng không may mắn mấy. Kỹ ta, hai cái đầu tiên đứng quá rồi. Qua Tâm nhớ Tâm. Ủa chỗ này, à đây nè, đây nè, đây nè mọi người. Bị Tâm nhớ nó gần ngay chỗ cái mép đây nè. Ê, cửa sập rồi. Chà. Có sản phẩm mọi người ơi. Cái này thì im re. Sẽ lấy cái tay đụng đụng nó là nó nhịp rồi mọi người. Kẹt cái đuôi ở đây nè. Nhớ một cái cho anh vô. Kẹt nguyên đêm hôm nay luôn. Chút vô. Ừ, yeah. Oh, oh. Con này cống lứa mọi người nè. Mấy vừa trổ lông lưng rồi. Cho nó vô cái bao này cho an toàn nha. Khó bỏ quá cả nhà ơi. Rồi. Tiếp tục. Có sản phẩm đầu tiên. Tâm đi bẫy này nè. Toàn là bẫy trong mấy cái cỏ tranh này nè mọi người. Nó mới có. Chứ mình đi ở vòng vòng ở ngoài á, ít lắm. Rồi, nó hôm nó lại đang ăn đây nè. Nè. Môi gốc, môi cây thì trời ơi. Ủ môi quá chừng luôn mọi người ơi. Môi ghê không? Đây. Trời, nước ngập rồi. Ủa cái lồng đó rồi. Trời ơi, đây nè. Dính con rồi mọi người. Tao đặt nằm sát ra đây lần mà. Nó lùa xong mà chạy xuống tới dưới đây luôn. Ghê không? Dữ ghê không? Bát dài chưa đâu. Rồi. Tàu của con này cũng bự. Ừ. Ờ, con nó gị cái lòng của Tâm rồi kìa. Gị kém mà muốn bung ra luôn. Con này bự ghê luôn mọi người. Quá bự. Kiểm tra sơ cái lồng nha mọi người. Rồi, nó cắn công hết mấy cái kẽm bên đây luôn rồi, nguyên cái vàng lưới bên đây nè.
cắn cái rị vô. Hên chưa bị bung. Này bự lắm. Đợt hết cái đây. Không thấy được mọi người. Giấu cái đầu nữa. Quá ngon, con này ngon ghê luôn. Đưa bào tiếp kìa. Về cho chắc ăn. Đây hồi nữa cái lỡ nó xúc cái bát ra ngay tức lắm. Đâu đây nữa. Đây. Gì có cục cỏ mà không có bẫy. À đây nè, không dính mọi người. Ờ ngập luôn. Ngập nước luôn rồi. Ê, sập rồi. Trời ơi. Ngon vậy mà vô chục vàng ta. Này mọi người, thấy cái thấy vậy chứ bên đây là nguyên một cái hang luôn chứ bộ. Đây nè. Kẹp anh lại kìa. Ờ con kẹp kìa. Nhìn đã không? Kẹp như này ghê không cố. Trời ơi nguyên đêm luôn. Này cái giò hay gì vậy? Giò cái đuôi đó. Ê không phải, cái này chung sao vô bị đập sao chắc mấy gì vô lơ lớ đó mọi người. Đúng rồi. Đâu phải cái giò đó. Đập ngay đó luôn. Không dính rồi. Dày không dính ra. Tao rồi. Cái mồi kế bên nè mọi người. Sao ăn ở đây mà sát đây mà không thấy rồi. Ăn đó mà sát bên luôn nó không thấy. Tìm chim hai ba cây luôn. Này im lắm á, sụp luôn đây. Rồi, sụp rồi mọi người ơi. Thôi, nè. Mọi người thấy cái lông lưng, cái lưng đó không? Đó. Coi cửa con gà chưa? Con này kẹt đuôi nữa. Bị kẹt đuôi nữa mọi người. Hôm nay sao bị đập sao kẹt đuôi không ạ? Đã ghê không? Cắn cày trụi luôn. Này không dám đụng nữa. Đi vô. Sợ nó tung ra. Sợ này dữ lắm. Cho mình nằm rồi vô rồi mọi người. Ngon ghê, đã ghê nè. Đó cái đường nó đi nè, từ bên đây nè, trên đây cái nữa nè mọi người, lái ngon luôn ha. Bên đây cái nữa, nó đi vô ngay cái hang đó luôn nè. Đó
người đặt ở đây là nó kế cái hàng nó đó luôn nè, ví dụ như vậy. Vậy chạy đâu cho hót nữa nè, tại không cái lỗ đi thiết lỗ sâu quái đông luôn rồi. Ngon lành. Vô trước rồi. Ở đây nó lúng ghê luôn mọi người. Đi, có con gì mới chạy đó kìa. Bữa nay không được khả quan mấy. Làm con cũng nhum ơi. Thiệt luôn cả nhà ơi. Tao thấy luôn rồi kìa. Nó chạy đâu kìa, chặn cửa rồi chú. Không, cái này gài rồi, gài rồi hết rồi. Ngon lành kìa. Quá đã. Thôi còn dữ kìa. Cái này mà Tâm về mọi người, Tâm muốn bắt ra là phải có cái túi lưới Tâm trùm vô trong cái lồng này nè, xong rồi Tâm mới dám mở cái cửa ra cho nó chạy ra. Còn nếu như mà thịt á là để nguyên cái lồng vậy nè, bỏ vô trong cái xô luôn, chế nước vô, chứ cái này không dám đụng nó rồi. Này em, hai cái mà một em. Tiếp tục nha các bạn. Mấy cái địa hình này thì nó nhiều lắm. Đây có cỏ tranh á. Cái loại này nó mới ăn cỏ tranh lắm mọi người. Nó giống như cái hầm hình nè. Phải Tâm đi Tâm phải kiểm tra cho nó kỹ. Chỉ cần hụt cái giò một cái thôi là nó sâu lắm. Đây. Sụp cái. Ủa. Cái giá. Trời ơi mọi người. Nè. Cái này không phải là nó không lợi. Nó khôn kìa không? Nè. Cái đường bên đây nó chạy qua. Đường bên đây nữa nè. Đó. Nó chạy qua. Mình chặn dày mà nó moi bên hông nó ăn. Nó moi còn nguyên cái lỗ luôn, nó không vô, nó moi cái đụng cái lồng sụp luôn. Đúng là có mấy con nó khôn ghê không, không vô. Khu vực trong đây thì còn cái nữa, chung qua mấy này nó cực lắm, lau sậy không mà mọi người. Đây. Khó thấy kìa. Tàu ủi. Hên. Cái quán tính đó mọi người là dạch ra là phải chặn cái cửa này lại liền luôn. Con này không cắn cái cây. Bữa nay kẹt đuôi nhiều ghê. Sợ ảnh cho anh quất cho con cái. Đây bốn cái này được hai con nè. Rồi bây giờ đi ra ngoài kia
ra thăm tiếp tục 3 cái nữa. Rồi. Hờ, dính rồi mọi người. Ù ù. Dạch ra cái ra trống á, sáng thấy người khè ghê không. Thà cỏ nguyên đêm luôn. Vô. An toàn. Bự ghê cả nhà. Được hai con mà khủng nhất rồi đó. Hồi nãy có con bự lắm, giờ con này nó cũng ngang ngửa chứ không có nhỏ hơn đâu. Tình hình là còn hai cái nữa mọi người ơi. Ê, đây nè, giấu tâm cọp nè. Ủa đâu rồi ta? Ồ, chưa sụp. Nghe ghê gì mà không sụp ta. Tâm đặt tâm dọn sạch sẽ hết luôn, sợ cửa nó kẹt á. Còn cái cuối nữa, mong vớt giác á, vớt giác còn nữa. Chính không? Sập rồi, sập rồi. Trời ơi, bị nó lại bên hông nữa cả nhà ơi. Nãy giờ bị hai con rồi đó. Nó giải lúa chỗ nó không ăn, ra bên hông mồi. Mồi đụng cái sập cái cửa bỏ nó chạy luôn. Chứ mấy là dính nó nữa. Rồi, bây giờ là mình đã thăm xong cái vàng lòng của Tâm hôm nay. Rồi ra lấy cái thành quả cho mọi người xem. Nãy giờ Tâm quên đếm là nhiêu con luôn rồi. Cứ vừa rồi vừa Tâm đi được 8 con đó mọi người. 8 con cũng nhum. Với lại một con chục cơm. Phần đó Tâm về Tâm mằn hết luôn. Tâm mằn ra tụ một thao luôn á. Mằn xong rồi Tâm gửi cho anh Tạo bên Bình Dương á. Anh mê lắm. Bự kìa. Sản phẩm của Tâm hôm nay hết rồi mọi người, kiểm tra lòng lại nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 15 cái đủ cả nhà. Bữa nay là cử đầu tiên mà Tâm đặt hết lòng là 15 cái, còn mấy bữa trước là 12 14 không à. Bữa nay 15 cái thì cái kết quả của mình là được 1 2 3 4 5 6 con công nhum với lại con chuột vàng. 6 con công nhum mà con bự không à. Cử trước thì Tâm đi được 8 con mọi người, còn cử này được 6 con. Rồi chuột mập kìa. Cái nhà thấy chuột mập đã không? Còn do luôn á. Bự nhất. Táp thì ghê. Giờ mệt lắm mọi người ơi. Buổi sáng làm nguyên một vòng á, xong giờ là đuối rồi. Kết quả của Tâm quá vui thì giờ chắc Tâm em về thôi, chắc giờ Tâm tranh thủ Tâm chạy lên nút cả nhà ơi. Hiện tình hình hiện giờ là trưa luôn rồi mọi người, mà Út đi công chuyện ở đâu Tâm không biết nữa, mà Tâm điện hoài không được. Út không bắt máy mọi người ơi. Bây giờ là 9 giờ 42 phút luôn rồi. Tâm trả lời một mớ chuột của Tâm, Tâm còn để nguyên đây nè. Chờ Út về, còn anh Cường rồi thì mấy anh em bữa nay kẹt hết luôn rồi. Anh Công thì đang ở trên Gia Lào, anh Cường thì đang ở dưới Bình Thạnh. Út thì không biết. Tâm thì đang ở đây có một mình Tâm mà mọi người ơi. Có một mình Tâm mà xung quanh luôn, với cái bao chuột. Giờ để Tâm ngồi Tâm chờ Út về mọi người. Chờ xíu nữa, nếu như mà không được á, chắc hồi nữa Tâm phải rút quá, tại vì Tâm còn công chuyện nhà nữa. Giờ trưa quá luôn rồi mọi người ơi.
nắng lên tới trên đầu luôn nè, chói nắng ghê không cả nhà. Đó, giờ này chắc Út ông đi công chuyện đâu mất tích luôn rồi mọi người. Chắc Tâm xin về, Tâm ngưng cái video tại đây quá mọi người. Rồi Tâm về Tâm lo việc nhà, thì chắc chừa cho Út vài con, rồi chiều cầm lên gửi cho Út, rồi có Út dùng đó mọi người. Rồi chắc Tâm xin ngưng cái video tại đây nha. Thì cũng muốn làm những cái ẩm thực, những cái món ăn mà nó lạ với nó khác á, để gửi đến mọi người lắm, nhưng mà giờ không có ai ở đây hết. Thôi Tâm xin hẹn mọi người lại video sau nha. Thì Tâm